Bé gái 9 tuổi nghi bị hành hung ở quán lẩu. Cháu L đi vào nhà vệ sinh thì có một người phụ nữ đi theo. Khi đi ra, mặt bé gái 9 tuổi có nhiều vết xước, nghi bị hành hung. Ngày 27 tháng 5, Công an thành phố Hải Phòng thông báo tìm nhân chứng liên quan vụ bé gái 9 tuổi nghi bị người lạ hành hung khi đi ăn lẩu cùng bố mẹ. Nhà chức trách cho biết tối ngày 19 tháng 3, cháu L, 9 tuổi, cùng bố mẹ đến ăn lẩu tại quán lẩu Dê Nhất Ly số 428 Tô Hiệu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Sau đó, cháu L đi vào nhà vệ sinh thì một người phụ nữ đi theo. Khi đi ra, mặt bé gái 9 tuổi có nhiều vết xước, nghi bị hành hung. Để phục vụ xác minh, giải quyết tin báo về tội phạm nêu trên, Công an quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng thông báo cho các cá nhân, tổ chức nào biết thông tin liên quan vụ việc liên hệ với ông Trần Văn Thành, điều tra viên cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân theo số điện thoại 0936 557 228.